À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý anh chị và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Hoàng Bách Channel và thưa quý vị ngày hôm nay là sáng thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024 trước nhất là chúng tôi xin cáo lỗi vì ngày hôm qua lẽ ra là chúng tôi làm chương trình tối hôm qua nhưng mà cuối cùng thì bị kỹ thuật nó trục trặc cho nên không hoàn tất được cho nên sáng nay chúng tôi làm sớm để bù lại cái chương trình tối hôm qua thưa quý vị lại cho nên cứ tin tức mà tối hôm qua đó là chúng tôi gửi thì bây giờ ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị cho nên nếu có trễ chút xíu mong quý vị thông cảm và cũng xin kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an à, và đến đây thì chúng tôi à, đưa những cái tin mà mong quý vị sẽ đón nhận và cũng xin quý vị hỗ trợ cho cái chương trình của Hoàng Bách Channel bằng cách là quý vị cố gắng subscribe, like và share chương trình à, chúng tôi cố gắng gửi đến quý vị những cái tin trung thực nhất, nắm nhất về, về vấn đề thật sự thưa quý vị và cũng cảm ơn quý vị đã uh, comment gửi uh, uh, thư cảm ơn của chúng tôi à, chúng tôi rất là trân trọng uh, uh, đến quý khán thính giả đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi và thưa quý vị ngày hôm qua thì uh, chúng quý vị biết là ngày 20 tháng 5 đó, thì tòa án hình sự quốc tế tức là ICC đó họ phát lệnh cái trừng phạt họ truy nã truy nã ai truy nã ông lấy tên Yahoo là thủ tướng của do thái và người thứ nhì là ai? Là ông bộ trưởng bộ quốc Phạm. à Thì bên Hamas chúng tôi muốn gửi cái hình đến quý vị để quý vị thấy có bằng cớ nó rõ ràng hơn. Yeah. Xin nhờ quý vị chờ cho chút xíu. Đây là ông lãnh tụ của Hamas cũng bị truy tố và đây ông lấy tên Yahoo cũng bị truy tố tức là coi như là tầm mã tòa án hình sự quốc tế cho rằng hai người này đã, đã vi phạm cái tội diệt chủng tại giải Gaza đối với à, ông à, lãnh tụ của Hamas á là ông này là tấn công vào do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 à, cho nên ông là cái tội diệt chủng đã giết chết 1.200 người do Thái và bắt đi 253 con tin thì ông là cái tội diệt chủng và người thứ nhì là ông lấy tên Yahoo ông này sau khi mà trả trả đũa lại Hamas nhưng mà đã làm quá nhiều chế chấp quá nhiều bữa nay lên tới trên 35 ngàn gần 36 ngàn người của Palestine cho nên cái tội đây là tội diệt chủng và những người tị nạn ở đây cũng khó khăn về nước uống thức ăn và ông đã ngăn cấm việc cơ, 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 cơ quan thiền viện tiếp tế giúp đỡ cho những người mà ở Palestine thì cái tình trạng của người Palestine hiện tại ở giải Rafa thì chúng ta là uh, ông lấy tên Yahoo uh, muốn tấn công vào Rafa là một cái thành phố mà chúng tôi thưa với quý vị là có 1.5 triệu người cho nên gây ra rất là tăng thương cho nên vì vậy cho nên tổng thống Joe Biden đã tìm cách ngăn chặn ông không có tấn công vào thành phố Rafa mà chúng ta biết là tổng thống Joe Biden đã gửi ba đặc phái viên tới người thứ nhất là ai ông uh, Anthony, Anthony Blinken gửi tới để mà lo cái vấn đề làm sao để thuyết phục ông Netanyahu cùng với Hamas ngồi vào bàn cũng nghị tạm thời ngưng chiến và trả công ty nhưng mà cũng kết quả không không đi tới đâu vì Netanyahu là người rất là cứng đầu à, mà bảo, bảo thủ nữa cho nên cuối cùng lại gửi tới ông và uh, ông uh, giám đốc uh, tình báo CIA của Mỹ là ông William Pugh tới đây thương lượng và để gặp gỡ với các giới chức mà gọi là làm trung gian để hòa đàm đó tức là ai là à, ai cập à, qatar à, nhưng mà cuối cùng thì cũng chưa đi tới đâu và ngày hôm qua đó thì cỡ thêm một nhân vật nữa là ông Sullivan tức là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống joe biden đã đến để gặp ông tên gia yahoo nội góp và kể cả những nhân vật ở bên qatar là thương lượng để làm sao như thế nào có một, một cuộc tạm thời ngừng chiến ở đây nhưng mà à, cũng chưa đi tới cái kết quả thì chúng ta chờ xem cái kết quả nó như thế nào à đó là nói về ông tên gia yahoo và lãnh tụ của hamas đó thưa quý vị thì chúng ta biết là sau khi mà tới đây thì chúng ta biết là ông sullivan cũng đi thảo luận để mà có cái có tìm biện pháp ngăn chặn tới bây giờ thì ông nó Yahoo đó là muốn tấn công vào giải vào vào thành phố Rafa nhưng mà tìm mọi cách để ngăn chặn bởi vì mấy ngày hôm nay họ pháo kích vào đây đó cũng đã cháy bốn năm chục người nữa trong đó hơn nữa là trẻ em và phụ nữ cho nên cái vấn đề này vì vậy cho nên tòa án à, à, hình sự quốc tế là ICC đó Họ phát động cái lễ là họ truy nã hai ông này. Và cũng khi bây giờ thì xin nói thêm về cái vấn đề cái nụ cất của ông Thủ tướng Do Thái thưa quý vị. Cái nụ cất nó hiện tại đang tạo ra cái sự phân hóa rất là nặng nề Cái nụ cất đây chúng ta biết là ông cái nụ cất mà hình thành đó là do ba nhân vật. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái hình nữa để quý vị thấy ba nhân vật này là à, không thấy đâu... À thì chúng tôi cố gắng xin quý vị chờ cho chút xíu nha à ba nhân vật này để chúng tôi cụ thể để quý vị thấy đây khi mà ngày mùng 7 tháng 10 Hamas tấn công đó thì ông lấy tên gia hô đứng ra thành lập một cái nội các chiến tranh trong cái nụ gót chiến tranh này đó ông này là chính tức là lấy tên Yahoo là cái nhân vật chính để thành lập cái nụ gót chiến tranh và người thứ nhì trong cái nụ gót chiến tranh đó là ông Benny Gant à, cũng là một cái người mà qua trong nụ có chiến tranh à. thì ông Benny Gant đây và đây là ông cựu à, ông đương kim bộ trưởng của Phạm đây ba nhân vật này là chính ông à, ông Benny Gant này đó là bộ trưởng coi như bộ trưởng về vấn đề chiến tranh và khi họ ngồi lại với nhau họ đưa ra một cái giải pháp thì bây giờ đó ông đương kim bộ trưởng bộ quốc phòng ông uh, Glenn thì ông yêu cầu là sau khi mà cái cuộc chiến ở uh, giải Gaza chấm dứt đó, thì quân đội của uh, do thái rút về và ở đó thành lập một cái chính phủ của Palestine nha nhưng mà ông uh, cả hai ông đều đồng ý và chống lại ông Netanyahu thì ngày hôm qua tức là ngày 20 thì chúng ta biết là ông Benny gay đưa thêm một cái tối hậu thư đối với ông lấy tên Yahoo nữa. Cái tối hậu thư đó nói gì? Ông nói ông yêu cầu ông lấy tên Yahoo phải có một cái lộ trình. Tức là phải có kế hoạch 6 điểm. Trang kế hoạch 6 điểm này đó. Sau khi mà ông nói là sau khi mà à, giải ra, à, sau khi giải phóng xong Của, 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 của ở, ở giải Gaza đó thì quân đội của Do Thái rút về không còn đám trên giải Gaza nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là ông đề nghị là lúc bấy giờ đó thì sẽ có quân đội à, quân đội hòa bình đó, do của Mỹ này, của Âu Châu này và của của các nước ở, ở Ai Cập, những nước ở Trung Đông. Thì lúc bấy giờ đó cái chính phủ Palestine đó họ điều hành về mặt hành chính ở trên giải Gaza và Người uh, Do Thái đó chỉ bảo vệ về vấn đề an ninh mà thôi Chứ không có cần thiệp vào vấn đề hành chính của chính phủ Palestine Thì đó là cái giải pháp tương đối tốt nhất Và ông uh, Benny Ông ừ. đề nghị với ông tên Yahoo là ông ra cái tối hậu thư Là vào ngày 8 tháng 6 Là phải hoàn tất được cái này Nếu mà không hoàn tất thì ông Benny Gay ông ông sẽ rút lui và cái đảng của ông rút lui ông bengay này hiện tại là đảng trưởng của một cái đảng mà gọi là đối lập với ông nathan yahoo ông nathan yahoo hiện tại đang bị truy tố thưa quý vị đang bị truy tố về vấn đề hình sự là tham nhũng nhưng mà ông giống như là ông donald trump vậy đó tức là đang làm tại chức nhưng mà người ta khám phá ra là ông này đã 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 tham nhũng cho nên ông muốn kéo dài cái chính phủ của ông đang cai trị đối đi chi ông cần kéo dài đó thì cứ cứ ghế của ông còn chắc ăn còn nếu mà ông xuống đó thì chúng ta biết là người dân của do thái trong những uh, tuần lễ mà liên tục mấy tháng rồi cứ từ thứ Bảy, chủ nhật là họ biểu tình họ đòi là à, à, lấy về những con tin là mẫu cái thứ hai là chính phủ này phải à, bầu lại và ông lấy tên gia Hùng phải từ chức đó là những cái điều mà à, ông mà dân chúng yêu cầu thì hai người này họ liên kết với nhau thì họ nói là nếu cái tình tạm này chỉ còn 3 tuần nữa thôi mà ông nói với Yahoo không giải quyết được đó, thì cái nội các này sẽ bị chia rẽ và cái nội, nội các này có thể tăng vỡ đi vân vân và văng văng thì thưa, thưa quý vị thấy là cái tình hình của do thái cũng bấp bênh lắm bây giờ chúng tôi muốn nói thêm hồi nãy chúng tôi trình bày với quý vị là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống ở Biden là ông Văn đó đã đến ở Yahoo, hai bên đã thảo luận về các phương pháp bảo đảm đánh bại Hamas làm thế nào để đánh bại Hamas họ thảo luận cái đó nhưng mà giảm thiểu tối đa cái sự tổn thất của thường dân bởi vì thường dân nó, bây giờ tổn thất quá nhiều cho nên đây là cái tình trạng mà à, Mỹ không thể chấp nhận được Mỹ không chấp nhận đã đành nhưng mà cả quốc tế đều là nhóm thì bây giờ thưa quý vị khi mà À, tòa án hình sự quốc tế mà truy nã ông lấy tên Yahoo cũng như ông bộ trưởng quốc phòng này và ở bên phía Hamas nữa thì quý vị thấy là hình ảnh của Do Thái trên trường quốc tế bị suy sụp rất là nhiều phải không trước đây thì chúng ta nhớ là cách đây cũng 3, 2, 3 4 tháng rồi thì tòa án hình sự quốc tế cũng truy nã ông Putin tức là tổng thống của Nga lý, cái lý do là ông Putin tự động À, xâm lan Ukraine và giết chết nhiều thường dân ở đây hạ tầng cơ sở tấn công hạ tầng cơ sở nhiều cho nên người ta cho rằng là cái, cái tội này đó là cái tội diệt chủng nữa cho nên ông mà Putin cũng bị tòa án hình sự quốc tế truy nã cái điều hơi nghịch lý một chút xíu thưa với quý vị khi mà tòa án hình sự quốc tế truy nã ông Putin đó, thì các nước Tây Phương và kể cả Mỹ thì toán thành về cái vấn đề này cho này đây là cái vấn đề hai cần phải làm phải không ừ, quý vị à, cần phải làm về cái tội diệt chủng đối với ông Putin nhưng mà bây giờ tòa án hình sự quốc tế truy nã ông Nathan Yahoo và những những, và ông bộ trưởng quốc phòng và những người bên Hamas để cho nó công bằng nếu mà bên do Thái bị truy nã thì bên Hamas cũng bị truy nã bởi vì tội diệt chủng thì Mỹ là bảo vệ Mỹ nó Mỹ anh thì họ cho rằng là cái tòa án hình sự quốc tế như vậy là sai với nguyên tắc. Như vậy chúng ta thấy là khi nào mà Mỹ cái nguyên vọng của Mỹ muốn thì họ ủng hộ mà không muốn thì họ cho rằng là họ chê cái tòa án hình sự à, hình sự quốc tế đó thưa quý vị. Thực sự thì Mỹ không có ký tên vào tòa án hình sự quốc tế không có là thành phần trong tòa án hình sự quốc tế cho nên thưa quý vị đó là cái điều mà chúng ta thấy nhiều lúc đó về mặt chính trị đó à, nếu mà không phải là bình thường đâu nhưng mà họ đứng về phía này phía kia cho nên khi mà cái bên đồng minh của mình là nấy tên do hầu do thái là đồng minh cắt ruột của của Mỹ mà ở trung đông cho nên cái vấn đề này là vấn đề rất là quan trọng thì thưa quý vị, đó là những cái vấn đề chúng tôi gửi. Bây giờ cái bản tin chúng tôi uh, xin uh, Chúng tôi sẽ gửi cái bản tin này đến quý vị nha. Yeah. À quý vị thấy biết uh, biết uh, ông uh, ông đây là tổng thống của Iran uh, thưa quý vị. Ông này có cái tên là Abraham Race. Rais, thì ông này đó ngày 19 uh, sáng ngày 20 vừa qua Ngày 19 đó. Uh, thì ông đi tới khánh thành của một cái đập và trên chuyến đi này thì có ông tổng thống của Aaron và ông ngoại trưởng và khi mà ông tới khánh thành cái đập sam trên đường đi về thì bị sương mù đi qua một cái đồi núi sương mù cho nên cuối cùng bị tên nạn máy bay là chiếc máy bay này rớt và cháy và họ đi tìm suốt ngày 19 không được tới sáng 20 thì họ mới tìm ra xác của ông này và sát của ông ngoại trưởng thì trên chiếc máy bay trực thăng này đó là chiếc trực thăng của do Mỹ chế tạo lâu rồi họ mua cũng lâu rồi thì thưa quý vị đó rất nó có tất cả là chín người trong đó tổng thống và ông ngoại trưởng thì tổng thống này ông Abraham Raisi <laughs> thưa quý vị ông này mới 62 tuổi ông Raisi này mới 62 tuổi thôi là một mới vừa đắc cử vào tổng thống năm 2021 ông um, Raisi này có cái lập trường rất là bảo thủ cực đoan à, và những uh, trăm dân chống của Ireland họ cũng lên án ông này là với họ không thích ông này đâu lý do là có cái cuộc biểu tình mà cởi mở với phụ nữ rồi đó đi ra ngoài với bịt mạc thì nhiều người đã phản đối họ nói họ tròn thì được nhưng mà bịt mạc họ tròn mà không đó thì cũng không được cho nên họ có cảnh sát mà gặp những người phụ nữ như thế này thì họ bác. thì ông này coi như cái chết và theo nguyên tắc khi mà một mà khi một vị tổng thống của Iran mà chết á, mà bị rớt máy bay hay bị tên nạn gì chết á, thì thưa quý vị đó là cái người phó tổng thống thứ nhất đó lên thay thế ông này và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử à, theo điều 131 của hầu giáo đó, của luật của hiến chương hiến pháp của hầu giáo của Iran thì trong vòng 50 ngày họ tìm để bầu ra một vị tổng thống khác thì ông Raisi này là ông đệ tử của ông Khamenei. Ông Khamenei thì được tức là coi như hậu đồng tứ vào về tôn giáo của Iran, Thì ông Khamenei hiện tại đó là khoảng 85 tuổi rồi. Ông này được cho là học trò của ông Khamenei cho nên người ta cho rằng ông này có cái khả năng sẽ tha thế ông Khamenei. Nhưng bây giờ ông cháy rồi cho nên tạo ra cái sự khủng hoảng uh, rất là lớn ở Iran đó thưa quý vị cái sự khủng hoảng này nó có thể ảnh hưởng tới nhiều mặt nhưng mà chúng tôi muốn nói thì như thế này ông này ông Kemeni thì có, thật sự ông Kemeni này ông à, ông à, tổng thống đó ông Raisi này đó thật sự chỉ là người thi hành thôi mọi kế hoạch mọi chính sách mọi phương pháp đều do cái hậu đồng tu cao họ đưa ra và vai trò của tổng thống là chỉ thi hành chứ không giống như có cái chế độ tự do đó thì tổng thống là hoạch định ra cái kế hoạch về cái chính sách à, đấu ngoại cũng như đấu nội nhưng mà không đây là hội đồng tối cao họ thành lập ra thì bây giờ cứ khi mà ông ông Raisi này mà mất đó thì chúng ta biết là đưa ra một cái khủng hoảng lãnh đạo ở bên nhà Iran thưa quý vị khi mà nói khủng hoảng lãnh đạo thì cần phải nói điểm này Iran với Do Thái là hai quốc gia không như là nước với lửa họ đấu đầu với nhau thì quý vị trong thời gian vừa qua thì quý vị là sau khi mà Do Thái tấn công vào Aaron, đầu tiên là Do Thái tấn công vào ở trong một cái khu vực ở ở bên Syria thì làm chết một hai, tướng lãnh và một số thường và một số lãnh đạo cấp cao của Aaron. Thì sau đó Aaron trả thù một lượt họ tấn công như vậy là 300 chiếc, 300 gọi là máy bay không người lái tấn công vào Giao Thái. Nhưng mà họ tấn công vào ban đêm cho nên giảm thiểu sự chết chấp. Và trước khi tấn công họ cũng thông báo cho Mỹ biết nữa, văn văn và văn Thì cái điều này, cái sự căng thẳng giữa Do Thái và Iran là hai đấu thủ không đủ trợ chung. Nhưng mà khi chúng ta thấy là ngoài Aaron, Iran nó hỗ trợ cho ai? Họ hỗ trợ cho Hamas tức là lực lượng Palestine đó, những người Palestine đó, họ hỗ trợ cho Houthi, Houthi là ở Yemen và họ hỗ trợ cho Ebola là cái lực lượng mà luôn luôn phá rối à, hay là tấn công ở bây giờ ở trên đảo Hồng Hải đó thưa quý vị và cũng như là tấn công vào vào Do Thái thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà ông này mất đi, ông Raisi này mất đó thì có một khoảng trống chính trị người ta nghĩ là ba cái lực lượng mà chúng tôi vừa nêu đó là ở Yemen như là Ebola rồi là Houthi hay là Hamas đó, họ còn tiếp tục được viện trợ của Iran hay không thì cho tới bây giờ chúng ta thấy có một khoảng trống cho nên không biết cái lực lượng này có ảnh hưởng như thế nào Quá thật là nếu mà cái lực lượng này ông này có ảnh hưởng tới điều đó đó thì hy vọng là ở Trung Đông sẽ tạo được ở hòa bình bởi vì hai cái quốc gia mà lớn ở Trung Đông đó là do Thái và Iran, họ có đầy đủ vũ khí và trước đây vào năm 2015 dưới thời của Tổng thống Obama đó thì một cái hiệp ước về nguyên tử đã được chế đã được ký kết cùng với một số quốc gia trong đó Iran là à, công nhận đó, là họ không chế chất uranium để mà có thể làm nguyên tử là họ ngưng ở đó nhưng mà khi ông Donald Trump lên năm 2017 đó đầu năm 2017 thì ông Trump lập bỏ quỹ bỏ cái hiệp ước mặt ký với Iran. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy là trong tương lai thì không biết sao nhưng mà đó là một cái sự cũng khá nguy hiểm thưa quý vị. thì khi mà ông ông Recep này đó và ngoại trưởng uh, bị tên bay ba chết đó, thì chúng ta thấy là ông uh, Khamenei ông ra lại cho có cái cơ quan truyền thông nó cầu nguyện xem rồi bây giờ để toàn trong vòng năm ngày. À, sau khi để toàn năm ngày thì có lẽ cái người mà lãnh đạo đứng đệ nhất qua như đệ nhất phó tổng thống đó Sẽ lại tạm thời tha thế xử lý trong vòng 50 ngày để có cuộc bầu cử đó thưa quý vị Đó là chúng tôi muốn gửi về những cái tin tức mà quý vị thấy là xả ra tại Iran Nó tình hình của thế giới nó thay đổi rất là dồn dập Bây giờ một cái tin nữa để chúng tôi muốn trước khi chúng tôi trở về Mỹ với quý vị đó một cái tin nữa, nữa là, là ngày hôm qua là ngày 20 phải không thưa quý vị ngày 20 thì chúng ta thấy là ngày 20 thì chúng ta thấy là tổng thống lại lại thanh đức đã tuyên thệ nhận chức tổng thống của đài loan và đây là người phó tổng thống bà tiêu mỹ cầm là phó tổng thống đây là cựu tổng thống tức là bà thái anh văn thì ngày hôm qua có tất cả là nhiều cái phái đoàn đấy tham dự lễ uh, tăng pham nhậm chức của ông là Thành Đức. Trong đó có phái đoàn của Mỹ, phái đoàn của Nhật, phái đoàn của Canada, phái đoàn của Đức. Và ngoài ra có nhiều quốc gia mà băng giao với uh, Đài Loan là có 12 quốc gia. Và có tất cả là nhiều nhiều quốc gia cử cái phái đoàn tới để tham dự là trên 40 cái phái đoàn thì tối ngày 19 thì ông lại thành Đức và Tiêu Mỹ Cầm và bà Thái Anh Văn có tổ chức một cái một, một, một cuộc buổi ở buổi tiệc để mà mừng các cái đoàn tới tham dự và trong cái bài diễn văn của ông lại thành Đức đó cũng rất là hay chúng tôi có cơ hội sẽ phân tích ông lại thành Đức ông nói là nguyên đó Trung Quốc nói là uh, Đài Loan không có tuyên bố độc lập nha không có tuyên bố độc lập nhưng mà thật sự thực tế nó đã độc lập rồi thưa quý vị kể từ năm 1949 khi mà ông trưởng giới thạch chạy ra Đài Loan, ông thành lập quốc gia đó. Thì chúng ta biết là sau đó thì Trung Hoa quốc gia đã có chân trong hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Tức là họ là một thực thể. Khi mà nói nói đến một quốc gia, quốc gia là gì? Quốc gia là có lãnh thổ, có quân đội, có bầu cử. Như vậy có quân đội, có bầu cử và hiện tại bầu cử theo thể chế dân chủ nữa, được dân đi bầu chứ không như là trăng à, có cái chế độ độc tài đón, đón biểu mà, đón, đón chỉ mà dân bầu đó, đây là bầu cử tự do thành ông lại thành đức ông đã cái bài phát biểu của ông đó ông kêu gọi trung quốc đó, đừng có đe dọa trong những ngày vừa qua thì đe dọa đài loan ông nói rất rõ chúng ta nên giữ nguyên trạng và mỗi quốc gia trung quốc cũng như là đài loan đó, đà loan muốn đối thoại với Trung Quốc để gìn giữ hòa bình và cùng nhau phát triển. À, ông không nói rõ là quốc gia Đài loan nhưng mà được ai cũng biết là đây là một thực thể của Đài loan và ông kêu gọi Trung Quốc là không nên có đe dọa làm như vậy là nó bất ổn mà bất ổn cái nền kinh tế của khu vực cũng như nền kinh tế thế giới sẽ gặp trở ngại. Đó là cái điều mà ông lại thành đức kêu gọi nhưng mà ông xác nhận ông không nói gì tới độc lập. À, nhưng mà mặc nhiên là cái quốc gia này đập lập bởi vì từ năm 1949 tới giờ gần à, nữa ở gần một thế kỷ rồi Trung Quốc không có liên quan gì tới vấn đề ở ở ở Đài Loan ấy thì quý vị thấy không? Cho nên khi mà ông à, là thành đức đạp bài diễn văn chúng tôi cho rằng là bài diễn văn này là ông nhắc nhủ trung quốc đừng có đe dọa đừng có ham dọa bởi vì chúng ta cùng sống trong hòa bình để phát triển một ước của quốc gia và đồng thời để giữ gìn an ninh hòa bình trên thế giới đó là ông là thành đức bây giờ xin phép chúng tôi quay về hoa kỳ để nói về của hoa kỳ một chút xíu thưa quý vị thì quý vị lần này hôm qua là cái ngày à, thứ hai đầu tuần cho nên ông mai của cô hen không ra khai rồi buổi chiều thì coi như là nhân chứng cuối cùng rồi thưa quý vị cái phiên tòa mà à, nói về, à, về 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 về, tiền bịt miệng của ông donald trump là cái phiên tòa hình sự thì chánh án mersen ông có tuyên bố là có thể đơn phiên tòa này sẽ kết thúc vào khoảng thứ hai thứ ba tuần tới thưa quý vị bởi vì đây là cái phiên tòa uh, bây giờ ngày hôm nay đó ngày thứ ba ngày hôm nay ra tòa ngày thứ tư là ngày mai thì được nghỉ trở lại thứ năm và thứ sáu thôi thì có lẽ là sau khi mà có cái nhân chứng Ha Bey thì chúng ta thấy là ngày hôm qua là ngày thứ hai đó thì nhân chứng ông tốt uh, ông tốt plans tức là ông này là luật sư của bị ông Trâm, ông cố gắng ông gài và ông tạo cái hình ảnh của ông Michael Cohen là cái nhân chứng quan trọng nhất là tâm điểm của cái vụ án hình sự. Ông Michael Cohen đã chi ra 130.000 đô la để bịt miệng cô Stormy Daniel là cái mối tình ăn ngủ với ông Trâm. Và người thứ hai nữa là 150.000 là cô Karen McDougall thì ông cô, cô Google kỳ này là không ra làm nhân chứng mà chỉ có nhân chứng tâm điểm là cô Stormy và nhân chứng thứ hai là ông Michael Cohen và ông Michael Cohen ngày hôm qua đã trong cái lời khai thì ông luật sư của bên ông Trump cố gắng để tạo cho à, bầu thẩm đoàn nhìn thấy là ông Michael Cohen là người, người nói láo nói xạo không có đón tin tưởng cho nên ông vạn vẹo đủ thứ hết thì ông nói là ông Michael Cohen ngày hôm qua có cái vấn đề mà chúng tôi xưa với quý vị có vấn đề lý thú đây là luật sư của ông Trump hỏi ông Michael Cohen ông có ăn cắp của công ty Trâm uh, Trump Tower uh, ngàn đô la không ông người con ông người con và ông nói là tại sao thì ông này ông mới nói ra để quý vị thấy nha ông nói là ông ông đã chi ra ông dự trù chi ra là năm chục ngàn đô la để một cái cơ quan gọi là cơ quan tham dò đó thưa quý vị tham dò qua thử uh, ở giữa ông Donald Trump và ông uh, ông Joe Biden ai sẽ dẫn trước cái điểm dẫn trước cho nên họ cũng mua chuột đây là một cái cơ quan tư nhân mà cái cơ quan mà tham dò là những cơ quan tư nhân cho nên ông Michael Cohen ông nói với ông Trump là ông chi ra năm chục ngàn để mà công công ty tham dò đưa những cái tham dò đó có lợi cho ông Donald Trump thưa quý vị Nha. mà cái đưa cơ quan tham dò đó ông chỉ đưa đâu có hai chục ngàn thôi mà ông ông phọt xe ông nó cao lên là năm chục ngàn thành ông lấy bớt ba chục ngàn đó là ông nói, thì ông luật sư à, của ông Trump đó làm plan nói rằng là như vậy là ông ăn cát cũng okay, kệ đúng bởi vì cái tiền mà bonus ông làm cho ông Donald Trump đó là mỗi năm đó, ông lãnh lương đã đành rồi mà cái tiền bonus tức là tiền khưởng đó thưa quý vị là khoảng 160 ngàn đô la cho những cái nam đó nhưng mà cái năm mà ông 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 tham dò năm hai năm mười sáu đó không? À, chúng tôi nói lộn cái năm 16 chứ không phải là 20 tức là cái sự tham dò đó là giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thì ông Michael Cohen cho tiền hay là ủng hộ mua chuộc cái công ty tham dò để họ nói rằng cái điểm mà tham dò của ông Donald Trump là cao hơn cái điểm của bà Hillary Clinton vào năm 2016 đó thưa quý vị thì ông nói là ông phọt xe cái số tiền lên thì ông có lấy lấy 30 ngàn nhưng mà ở đây cái điểm tế nhị kéo lắm. quý vị thấy cái sự tham dò của các công ty tham dò mà nói ông Trump dẫn trước dẫn trước đó thì hoàn toàn là qua cái sự khai của ông Mai của cô thì chính ông Trump cũng đi mua chuột những công ty để mà đưa cái, điểm tham dò của mình cao hơn là bà Hillary Clinton để nó tám lại là quý vị không thể tin được các cơ quan tham dò có một số ví dụ như là nhiều cơ quan tham dò chứ không phải một cơ quan tham dò ví dụ như đài đài CNN thì họ đi tham dò nhưng mà họ không phải là cái cơ quan truyền thông họ đâu có tham vọng họ mướn những cái công ty mà để tham dò để qua thử họ chuyên về tham dò đó à, họ họ làm nhiều năm rồi họ có kinh nghiệm nhưng mà nếu mà họ nhận được tiền hay là, là, mua chuột đó thì họ có thể đưa cái điểm thuận lợi cho ông Donald Trump và bà Hillary Clinton vì vậy cho nên bây giờ cái năm 2024 này chúng ta thấy cái sự tham dò so với là ở bên nhà ông Trump cứ dẫn trước hay là có khi ông Biden dẫn trước thì chúng ta thấy là cái lý do là cơ quan thăm dò có một số thì trung thực nhưng mà một số không trung thực thưa quý vị nó tóm lại là cái cuộc chạy đua vào giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden tới những cái hậu quyết liệt đặc biệt là trong những ngày vừa qua khi mà ông à, ông à, Trump thách thức ông Biden là tranh luận thì bây giờ đã có hai cuộc tranh luận chính thức rồi, tranh luận uh, uh, thứ nhất là vào ngày 27 tháng 6 là của CNN đứng ra tổ chức. Và cuộc tranh luận thứ hai đó là vào ngày uh, 10 tháng, uh, tháng 9 thì do ABC đài, đài truyền hình NBC đứng ra tổ chức thưa quý vị. Thì uh, ngày hôm qua thì ông Trump ông là ông gồm thách thức ông yêu cầu đó là phải ông Biden phải thử nghiệm thử nghiệm cô thử có chắc uh, kích thích không có chắc uh, tăng trưởng năng lực đó năng lực làm cho năng lực cao lên cho khỏe hơn à, thì ông uh, nghi ngờ là ông uh, ông biden uh, là có chích thêm thuốc năng lực chẳng hạn thì ông đùa thử nhưng mà cái điều này là tổng thống mà ra ứng cử của các vị tổng thống và tin tưởng lẫn nhau chứ làm như vậy là vô hình chung là mình rạch áo cho người xem lưng, đừng người ta cô thường, bởi vì trong cái sân chơi đó mình phải tôn trọng lẫn nhau, cái sân chơi đó con Trump và con ba đời ông trump không thể nói những cái điều như vậy đó để mà hạ nhập một người đối thủ của mình mà khi hạ nhập đó mình mình trăng cái sân chơi của mình thì mình đâu có hơn gì là người khác trăng cái sân chơi mình chấp nhận trò chơi mà Mà mình với cái đối thủ cho nên ông trump có những cái điều mà ông ăn nói nó không có à, cẩn thận nói một cách khác là ông ăn nói bừa bãi nghĩ đâu nói đó rồi sao đó nói bây giờ trong cái cuộc mà ông tới ở bên nhà Lạt để ông tham dự một cái hiệp hội thường niên cái hội nghị thường niên của hiệp hội súng trường ở đây cái hiệp hội súng trường là một cái hiệp hội rất là lớn thưa quý vị hàng năm như thế họ lobby cho các vị ra uh, ân cử cũng như là các vị tổng thống đó đến nặng uh, họ trong cái thời gian mà họ lobby cho ông uh, ông trump đó rồi năm 2016 là 30 triệu đô la lớn ghê không thưa quý vị 30 triệu đô la để mà hậu lắp vì vì vậy cho nên ông Trump ông đã tới đặt bài diễn văn trăng các bài diễn văn này ông Trump lại nói như thế này thưa quý vị ông nói là tổng thống Roosevelt đó vào thời đệ nhị thế chiến ông làm tổng thống tới 16 năm tức là bốn nhiệm kỳ thì bây giờ ông hỏi cử tri như vậy thì quý vị có nghĩ là chúng ta nhiệm kỳ của tổng thống của chúng ta là ba nhiệm kỳ không không lẽ là cứ hai nhiệm kỳ hoài ông hỏi thôi chứ ông chưa áp dụng nhưng mà khi ông hỏi rồi thì ở dưới đó cử tri ở và cử tri những người hậu viên của hội trung trường họ nó ba nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ à đại khái vậy thì ông trump đó là người có cái đầu áp độc tài cho nên ông muốn được giữ cái chức vụ của tổng thống đó muôn đời giống như ông tập cận bình hả là ông putin hay là victor uben victor uben á, là thủ tướng của hungary bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi và ông cũng thích những người độc tài mới đây ông slovakia cũng là người theo cái khuôn mẫu của ông victor uben là những biến cái quốc gia slovakia là quốc gia độc tài đó thưa quý vị cho nên chúng ta thấy là nước mỹ À, ông Biden trong những ngày vừa qua, ông đi vận động tranh cử, ông cũng tấn công ông Donald Trump. Ông nói ông Trump kể từ ngày mà ông thua cuộc bầu cử 2020 đó, thì ông đã bị gọi là coi như nó bị ám ảnh, cái hình ảnh của ông bị ám ảnh. Do đó những tuyên bố của ông rất là bất thường và ông đi tới luận trí đó là lời tuyên bố của ông Joe Biden. Ông Joe Biden ít khi mà chỉ trích những lời lẽ nặng nề đối với ông Trump. Nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua, ông Trump ông ông chê là ông Biden là tổng thống tồi tệ nhất của nước Mỹ vân vân và vân Thì quý vị biết đó, là chúng tôi có thưa rồi đó là trong cái hội đồng gọi à, là lịch hội đồng sử học và có cái xã hội học họ ngồi lại để họ mẫu nam như vậy họ lượng lại họ đánh giá là có cái vị tổng thống trong bốn vị tổng thống rồi bây giờ thì họ đánh giá 45 vị tức là trước rồi cái tiền nhiệm thì ông nói thì thưa quý vị họ đánh giá là ông donald trump là cái vị đứng thứ 45 tức là tệ nhất trong 46 vị tổng thống trong khi đó ông joe biden là được đứng 16 sáu ông tổng thống Obama là đứng thứ 8 trong cái hàng ngũ mà xếp theo thứ tự ông Bill Clinton là đứng thứ 12. Trong khi đó ông ông Donald Trump ông nói ô oh, ông Biden là tổng thống tồi tệ nhất, tệ hại nhất của nước Mỹ nhưng mà ông là đứng 16 trong khi đó ông Trump là đứng thứ 45 mà ông không biết nhập. Khổ cái là là ông Trump ông nói mà ông không suy nghĩ, ông cứ ông nói càng nhiều thì càng bậy, cứ nói càng nhiều thì càng sai và chính vì cái yếu tố nhưng mà khổ cái là những cái người mà tin vào ổng đó thì lại sang mê với ổng cho ổng là chúa xưa xuống cái lý do quý vị hiểu là quý vị nếu mà quý vị nhìn vào cái cuộc vận động tranh cử của ông trump đa số là người mỹ trắng không có người da mạo có nhưng mà rất ít thưa quý vị nếu quý vị coi đó gần như là 90%, 95% phần trăm chín là người mỹ trắng bởi vì ông trump ông nói tiếng nói của người mỹ trắng ông nói là bây giờ ví dụ như là cái người Ấn Độ, cái người Á Châu, cái người Việt Nam, cái người qua tới đây đó, họ mới tới, họ là cái di dân tới, mà bây giờ họ có nhà, có cửa, có xe đẹp, à có nhà lớn, thì tự nhiên là người Mỹ trắng đó, quý vị biết là người Mỹ trắng ở nông thôn họ không có trình độ cao, họ chỉ học hai school mà có khi là có người chưa xem hai school nữa, họ về họ làm nông, họ làm có cái nông trại, mà những người này đó họ mới kỳ thị mà ông Trump là người nói tiếng nói làm của họ bởi vì họ kỳ thị mà không dám nói trong khi ông Trump đó, là người chỉ mặt chỉ tên nói thẳng luôn nói là quý vị tới đây là ăn bóm quý vị là à, đầu đập cái dòng máu của nước Mỹ người Á Châu người Phi Châu là những người tới đây đầu đập cái dòng máu nước Mỹ và ông lên án cái người ngoại quốc người bên ngoài nhưng mà thưa quý vị nước Mỹ là nước hình thành nên nước Mỹ là hiệp chủng quốc mà đã hiệp Trung quốc là các nước ở trên thế giới toàn là bộ ở đây để tới mà làm cho nước Mỹ nó giàu có thêm chính vì cái yếu tố mà ông Trump đó, là ông khơi dậy cái sự đặc, sự sự kỳ thị cho nên những người mà chúng tôi không biết đặc biệt là người Việt Nam hay là người ở Châu mà đi theo ông Trump đó. những người này họ dốc quá họ không biết ông Trump ông chửi những người da màu ông chữ chỉ có người da trắng là được đề cao thôi thượng đẳng thôi còn mà mình là người da màu mình đấy tị nạn mà mình đi theo cái người mỹ trắng đâu có giống ai Thành đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nêu lên trên các bản tin ngày hôm nay thì nói tám lại cái sự tranh đua chạy đua đến nay thì còn gần 6 tháng nữa là tới ngày bầu cử cho nên giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump sẽ gọi à, là có cái cuộc vận động mà họ sát phạt với nhau cũng nặng nề lắm và có thể chúng ta thấy là ông Trâm đó thì họ động viên ông Trâm đó thì cái nói tiếng nói của người Mỹ trắng những người kỳ thị cho nên họ đi theo ông Trâm nhưng mà ngược lại chứ cái người mà muốn có sự bình đẳng có có sự mà năng dân trí của cái người da màu tất cả đều những người mà không được cái xã hội ưu đãi đó thì cứ đảng dân chủ họ nâng đỡ lên để cho cái người mà càng ngày họ có trình độ học vấn cao hơn công việc tốt hơn họ học cao thì họ ra họ tìm được việc dễ dàng do nó nó tốt thưa quý vị thì đến đây thì chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngừng ở đây khép lại chương trình và tối hôm nay chúng tôi cũng có chương trình cái chương trình này là cái chương trình bù lại ngày tối hôm qua em thưa quý vị mong quý vị thông cảm và quý vị hỗ trợ cho bằng cách quý vị subscribe like và share chương trình. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.